Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc. Tập 138. Chương 1371, Tiên Giới Nhiên Đạo Kiếp 1. Mà một đám trưởng lão bọn họ, chỉ có một mình Kiến Đạo Thăng đi theo vào. Chỉ thấy hắn khoác trên mình áo giáp tinh quang, trên đỉnh đầu là bát ánh sáng bảy màu, dưới chân đạp một chiếc thuyền lá. Tuy nhìn có vẻ hơi buồn cười nhưng đủ để chứng minh sự coi trọng của Kiến Đạo Thăng. Cánh cửa chậm rãi đóng lại, chỉ để lại một tấm vải sáng từ áo giáp tinh quang của Kiến Đạo Thăng trải xuống, nối liền với bên ngoài, không hoàn toàn đóng kín. Mượn góc nhìn của Kiến Đạo Thăng, bộ dạng bên trong tầng ba bá văn tiên lục, mật tàng tiên chu cũng chậm rãi hiện ra trước mắt mọi người. Trong một cái hang rỗng lớn hình cầu, vô số tổ chức nhớt màu xanh lục không ngừng nhúc nhích, phát ra âm thanh rợn người sinh trưởng, bám trên vách tường. Một pho tượng đá màu xám khổng lồ sừng sững trong hang rỗng. Tổ chức màu xanh lục khắp hang rỗng, nhìn quỹ tích sinh trưởng của nó, dường như chính là bắt nguồn từ pho tượng đá màu xám kia. Biển xanh nhấn chìm hơn nửa thân tượng đá. Vài ngàn quỹ tích màu xanh lục kéo dài từ trong đầu của tượng đá. Mỗi một quỹ tích đều bắt nguồn từ một con mắt rỗng trong đầu lâu. Cũng không biết pho tượng đá màu xám này rốt cuộc khắc họa sinh vật kỳ quái nào. Thân người nhưng trên đầu lại không có ngũ quan, chỉ mọc đầy mắt. Tiên Khôi Thiên Dương vừa tiến vào tầng 3 mật tàng này, cho dù trên người nó không lộ ra hơi thở nào, cũng lập tức hấp dẫn sự chú ý của màu xanh lục trong động rỗng. Giống như từng chiếc xúc tu vượt qua không trung, từ bốn phương tám hướng tấn công Thiên Dương. Kiến Đạo Thăng thì nhân cơ hội trốn vào trong một con mắt rỗng trên đầu của tượng đá màu xám. Xúc tu màu xanh lục bị trường lực vô hình xung quanh Thiên Dương ngăn lại. Nhưng có lẽ là do đến gần, cảm nhận được mùi vị máu thịt chân tiên trên người Thiên Dương, xúc tu màu xanh lục càng thêm hưng phấn. Toàn bộ màu xanh lục trong hang rỗng lớn đều bị kích hoạt, vô cùng náo động tràn về phía Thiên Dương. Trong nháy mắt, Tiên Khôi Thiên Dương bị màu xanh lục vô tận nhấn chìm, rơi vào trong một mảnh ánh sáng xanh lục, xung quanh đều là âm thanh như tằm gặm nhấm. Một tia thân niệm của Lý Phàm đang xem xét cảm nhận mà Thiên Dương biểu đạt. Hở, không nhìn thấy những dạng tồn tại màu xanh lục này à? Thông tin mà Thiên Dương truyền đến khiến Lý Phàm có chút kinh ngạc, chỉ giống như mưa rầm gió thổi vậy. Lý Phàm suy nghĩ, thân niệm không còn dò xét bên ngoài mà là cách ly cảm giác, chỉ mượn Thiên Dương để nhìn xung quanh. Bên cạnh lập tức trở nên yên tĩnh, giống như đến chốn đồng không mông quạnh, đến trên núi cao, đến trong khe núi sâu thẳm. Nước chảy róc rách như dao, ngày đêm không ngừng, cắt đá nứt núi. Gió hú gào, mưa phùn như rìu, không ngừng chém giết, biến đổi địa hình. Mà Thiên Dương giống như ngọn núi, mảnh đất, khe núi này. Bị lực lượng biến thiên thời gian vô hình xung quanh, tuy chậm nhưng kiên quyết, vô tình ăn mòn. Tiên Khôi Thiên Dương theo, bản năng bảo vệ cơ thể. Nhưng từ ý niệm mà Thiên Dương truyền đạt, dưới sự ăn mòn của màu xanh lục này, hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa năm nếu không chủ động phản kích. Lý Phàm tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ. Trong góc nhìn của Thiên Dương, hang rỗng lớn này không tồn tại những tổ chức màu xanh lục đang nhúc nhích, cho nên có thể nhìn rõ tầng ba mật tàng tiên chu này. Pho tượng màu xám quỷ dị có thân người ngàn mắt kia khiến Lý Phàm chấn động. Mà bảo quang lấp lánh trong đầu của pho tượng, trong những hốc mắt ngàn mắt lại khiến Lý Phàm hiểu ra. Hơi thở của quân cờ cuối cùng, xem ra những hốc mắt này chính là nơi cất giữ bảo vật của tiên chu. Hoàn toàn không chứa đầy, trông chỉ có không đến một bàn tay. Chắc chắn không phải chẳng có chút biện pháp bảo hộ nào giống như bề ngoài, hẳn là có thủ đoạn chưa biết. Kiến Đạo Thăng, không thấy người đâu rồi. Pho tượng màu xám này hình như có chút khác biệt so với vừa rồi. Lý Phàm nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại. Tầng 3 mật tàng tiên chu quả nhiên không đơn giản, thậm chí còn ẩn chứa sức mạnh có thể làm tổn thương Tiên Khôi. Nhưng bây giờ, ngoài thực lực của bản thân Tiên Khôi Thiên Dương ra thì còn có sức mạnh của một tiên trận mà Lý Phàm chuẩn bị trước. Cho dù không địch lại, đào thoát cũng tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, Lý Phàm không có ý định trực tiếp ra tay mà lựa chọn tiếp tục quan sát. Khi thấy Kiến Đạo Sinh thông qua một phương pháp nào đó dung nhập vào pho tượng màu xám,
Tốc độ ăn mòn của những màu xanh lục này dường như đột nhiên tăng nhanh. Trong cảm nhận của Thiên Dương thì là gió giận gào thét, mưa to như chút nước. Trong mưa sa gió giật, các loại sức mạnh cấu thành bản thân đang bị rửa sạch, nhạt dần. Thú vị! Tuy Lý Phàm chưa từng thấy màu xanh lục này trước đây nhưng lại có thể nhận ra cảm giác quen thuộc nhàn nhạt từ chúng. Đặc biệt là hắn và Thiên Dương, dưới góc nhìn khác nhau giữa tiên và phàm, cảnh tượng nhìn thấy lại hoàn toàn khác nhau. Điểm này càng khiến Lý Phàm liên tưởng đến điều gì đó. Tiếng mưa gió càng lớn. Đối mặt với sự gặm nhấm, bao vây của quỷ dị, Lý Phàm lại không hề hoảng sợ. Tĩnh tâm suy nghĩ, không biết qua bao lâu, giống như một tia sét chiếu sáng bầu trời đêm. Lý Phàm đột nhiên tỉnh táo lại, cơn bão tiêu diệt. Không phải chỉ cơn bão tiêu diệt, mà là chỉ hơi thở của hai bên gần như cùng nguồn gốc. Chỉ có điều cơn bão tiêu diệt mà Lý Phàm cảm ứng được trong vô lượng kính mạnh hơn màu xanh lục ăn mòn trước mắt rất nhiều lần. Giống như cảnh tượng mưa gió trong cảm ngộ được tăng cường đến cực hạn. Nghĩ đến đây, Lý Phàm không khỏi nhìn về pho tượng màu xám trong hang rỗng lớn. Màu xanh lục ăn mòn là dùng để ăn mòn sức mạnh cấp tiên. Như vậy, pho tượng này. Lời của các trưởng lão tiên chu tiếp theo vang lên trong hang rỗng lớn đã chứng thực suy đoán của Lý Phàm. Chương 1372, Tiên giới nhiên đạo kiếp 2. Thông qua tấm vải dài tinh quang mà kiến đạo thăng để lại bên ngoài cửa, các trưởng lão tiên chu bên trong và bên ngoài mật tàng có thể liên lạc với nhau. Chỉ có điều âm thanh không được rõ ràng lắm, giống như cách biệt một thế giới. Kiến lão không thể ở lâu trong hoang thần. Tuy hoang thần đã chết, thậm chí ý niệm cũng đã bị xóa sạch hoàn toàn. Nhưng dù sao cũng là tồn tại trên phàm tục, giống như lời nhắc nhở theo lệ thường. Mỗi khi qua một thời gian, sẽ có các trưởng lão khác nhau kể lại, nhắc nhở kiến đạo thăng đã dung hợp với hoang thần. Khi tất cả các trưởng lão đều nói xong một lượt, kiến đạo thăng mới xuất hiện trở lại. Chỉ có điều trong khoảng thời gian biến mất này, dáng vẻ của hắn dường như có chút thay đổi. Lý Phàm xác định đó không phải là ảo giác của mình mà là pho tượng hoang thần kia đã mang đến ảnh hưởng cho kiến đạo thăng. Hoang thần, Lý Phàm suy nghĩ nhanh chóng. Huyền hoàng giới thời thượng cổ có một tông môn hùng mạnh tên là Hoang Thần Tông. Trưởng ấn hoang thần có thể thỉnh 12 vị hoang thần từ giới trên giáng trần, chấn sát mọi kẻ địch. Trong mắt hoang thần tu sĩ như kiến hôi, cho nên Hoang Thần Tông vô địch đương thời, gần như ngang ngược với mọi thứ. Nhưng sau đó, không biết vì sao hoang thần dần dần không đáp ứng người phàm, không còn giáng chân nữa. Mất đi chỗ dựa lớn nhất, Hoang Thần Tông liền suy bại. Hoang thần này có phải là cùng một loại không? Hoang thần không phải là tiên. Nếu không thì nhất định sẽ không vì người phàm mà ra tay, cho dù là người phàm tế lễ, thỉnh cầu. Nhưng lại có sức mạnh thuộc về tiên, nô bộc của tiên. Một suy đoán táo bạo không khỏi hiện lên trong đầu Lý Phàm. Sau đó khi hắn nhìn về pho tượng kia, tâm trạng lại khác. Sau khi tách khỏi tượng đá hoang thần, kiến đạo thăng vẫn luôn trốn trong một hốc mắt. Hắn xa xa đáp lại các trưởng lão tiên chu bên ngoài. Đầu tiên là nói một đoạn âm luật kỳ quái, giống như mật mã. Sau đó mới mở miệng nói, tiên khôi này phẩm chất tuyệt đối không thấp. Có thể kiên trì lâu như vậy dưới sức mạnh mục nát của hoang thần cũng không xuất hiện dấu hiệu bị đánh tan. Ta có cần tăng cường dẫn dắt không? Trung đạo cung vội vàng ngăn cản, thôi, cứ từ từ đi. Nếu không một khi mục nát tích tụ, thiên tinh quang liên chưa chắc có thể phong tỏa được. Huống hồ ngươi cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Kiến đạo thăng có vẻ hơi tiếc nuối gật đầu. Tiên khôi có dấu hiệu phục hồi không? Trung đạo cung lại hỏi. Không có. Xem ra quả nhiên là một khôi lỗi mất đi hạch tâm khống chế. Nếu không thì trong tình cảnh nguy cơ như đao treo lơ lửng trên đầu như vậy, nó tuyệt đối sẽ không yên tĩnh như vậy. Vậy thì tốt, chúng ta chỉ cần chờ là được. Ăn mòn tiến hành đến một nửa, lập tức kéo tiên khôi ra. Trong lúc các trưởng lão tiên chu bàn bạc qua lại, dường như đã quyết định số phận của tiên khôi đang ngủ say. Nhưng Thiên Dương bị màu xanh lục mục nát ăn mòn, lại đột nhiên truyền đến lời. Nhắc nhở cho Lý Phàm, có thể tạm thời thu hồi máu thịt chân tiên vào trong xương tiên đồng. Sức mạnh hủy hoại của mục nát này đối với tàn tích tiên khí kia sẽ bị suy yếu rất nhiều. Lý Phàm trầm ngâm suy tư, tạm thời ngăn cản hành động của Thiên Dương. Thậm chí còn để Thiên Dương chủ động mở rộng lập trường phòng ngự, dùng máu thịt để cảm nhận sự ăn mòn của màu xanh lục mục nát kia. Yên tâm, máu thịt chân tiên có thể tái sinh.
thậm chí tiên cốt ta cũng có thể giúp ngươi rèn đúc lại. Chỉ cần không tổn thương đến hạch tâm, đều là chuyện nhỏ. Cũng chỉ có tiên khôi thiên dương đã mất đi phần lớn năng lực chủ động mới có thể nhẫn nhịn cơn nguy cơ chí mạng, tuân thủ ý kiến của Lý Phàm. Trường lực bị thiên dương chủ động rút đi, màu xanh lục nhất thời tiếp xúc trực diện với máu thịt chân tiên. Tốc độ ăn mòn mục nát nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lý Phàm. Giống như một đống cỏ khô nhanh chóng bị đốt cháy. Chỉ có điều đốt cháy máu thịt chân tiên không phải là lửa, mà là màu xanh lục mục nát. Ánh sáng xanh lan tỏa mạnh mẽ, sau khi cháy hết, chỉ còn lại cho tàn đầy đất. Máu thịt tràn đầy sức sống, biến thành tượng đá. Sự thay đổi trong nháy mắt khiến Lý Phàm là người ngoài cuộc cũng cảm thấy có chút rùng mình. Càng khiến Lý Phàm chấn động hơn là cảm giác sinh cơ trong máu thịt bị hao hết mà thiên dương truyền đến. Không giống như sự già đi bình thường, sinh cơ trôi đi, mà là sinh cơ cấu thành yếu tố sự sống, trong nháy mắt bị đốt cháy, biến mất. Dùng lời nói, không thể miêu tả chính xác cảm giác trong đó. Chỉ có trải nghiệm thực tế mới có thể hiểu được sự đáng sợ khi một trong những yếu tố cấu thành sự sống bị trực tiếp rút đi. Thỏ chết cáo buồn, thương xót đồng loại. Khi sinh cơ bị rút đi, các yếu tố còn lại trong sự sống cũng lần lượt bị ảnh hưởng. Trong sự kinh hoàng, tan rã, Lý Phàm như nhìn thấy những đường nét đại đạo đan xen tạo thành tiên khôi thiên dương. Sau khi một sợi trong đó bị rút ra, những sợi còn lại đều tan rãi. Trong nháy mắt, tiên khôi hùng mạnh hóa thành tro bụi. Tâm niệm cấp bách, điều khiển tiên khôi thiên dương vào thời khắc cuối cùng, thu hồi một phần nhỏ máu thịt trở về tiên cốt. Màu xanh lục mục nát, khi đối mặt với tiên cốt được rèn đúc từ tàn tích tiên khí, giống như đâm vào một bức tường. Khí thế tiến công mạnh mẽ nhất thời dừng lại, nhưng Lý Phàm nhìn rõ. Yếu tố quan trọng nhất khiến sự ăn mòn của màu xanh lục mất hiệu lực chính là vì trong tiên cốt của khôi lỗi không chứa đạo sinh cơ. Nếu đổi thành cơn bão tiêu diệt của tai kiếp tiên giới, kết quả lại khác. E rằng đống tiên cốt được gọi là này sẽ nhất thời hóa thành tro bụi. Cho nên, tai kiếp khác nhau của tiên giới là do đại đạo khác nhau diễn hóa. Đối đạo đặc công, Lý Phàm chìm vào suy tư. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện, sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1373, Tiên giới nhiên đạo kiếp, 3. Còn trong hang rỗng lớn, Kiến Đạo Thăng nhìn thấy sức mạnh phòng ngự của tiên khôi biến mất trong nháy mắt, nhất thời gần như bị ăn mòn hết, không khỏi kêu lên một tiếng. Sao lại nhanh như vậy? Vô thức, lại một lần nữa dung hợp với tượng hoang thần. Muốn điều khiển màu xanh lục mục nát, làm chậm sự ăn mòn. Lý Phàm không quên mục đích của chuyến đi này. Trong lòng động, tiên khôi thiên dương vẫn luôn ngủ say, cuối cùng cũng mở mắt. Trường lực tái hiện, đẩy lui màu xanh bám trên cơ thể. Máu thịt chân tiên, từ trong tiên cốt trào ra một lần nữa, lại từ bộ xương sọ khôi phục thành dáng vẻ khôi lỗi. Chỉ là thân hình không còn to lớn như trước nữa. Trong nháy mắt, đã đến vị trí đau lâu của tượng đá màu xám. Đối mặt với sự bùng nổ đột ngột của khôi lỗi, Kiến Đạo Thăng lại như đã sớm đoán trước. Hàng chục trong số ngàn con mắt đầu lâu đột nhiên nhắm vào tiên khôi thiên dương, bắn ra những tia sáng nóng rực dữ dội. Ánh sáng này không chỉ có lực phá hoại cực mạnh, khiến trường lực phòng ngự của tiên khôi không ngừng dao động, mà còn giống như từng sợi dây thừng, trói chặt tiên khôi thiên dương. Trong hang rỗng lớn, ánh sáng liên tục sáng lên, các trưởng lão tiên chu lần lượt xuất hiện. Tiếng của Trung Đạo Cung không ngừng vang vọng, ban đầu chỉ là phòng ngừa ngoài ý muốn, không ngờ lại không đoán sai. Thật sự coi tiên chu chúng ta là một đám ngu ngốc sao? Trực tiếp đưa đến như vậy, còn mong chúng ta mắc lừa. Ha ha, tiên chu chúng ta tránh đời vạn năm. Thứ duy nhất có thể liên hệ với thế giới bên ngoài, gây ra sự thèm muốn, chính là quân cờ màu xám mà Tôn Phiêu Miểu để lại. Vẫn luôn chờ các ngươi đến, không ngờ lại dùng phương pháp ngu ngốc như vậy. Những tiếng chế nhạo vang lên, sau đó các trưởng lão tiên chu lần lượt bay vào trong con mắt của hoang thần. Sau khi bị các trưởng lão tiên chu chiếm giữ, đôi mắt vốn ảm đạm lại một lần nữa được kích hoạt. Bắn ra ánh sáng trắng rực rỡ, theo ánh sáng không ngừng tăng lên, xiềng xích quấn quanh tiên khôi thiên dương cũng ngày càng nặng nề. Tiên khôi thiên dương muốn cử động nhưng lại phát hiện lực lượng trói buộc đến từ hoang thần mạnh mẽ ngoài dự đoán. Thậm chí còn khó khăn khi cử động. Hóa ra nơi này không phải là tầng thứ 3 của Bá Văn Tiên Lục, mà là mời quân vào trong.
hắn phát ra giọng nói trầm thấp, nhìn về phía hoang thần dường như đã phục hồi sinh cơ vì dung hợp với các trưởng lão tiên chu. Màu xám từ trên người ngài lui đi, màu xanh lục mục nát chiếm hơn nửa thân thể lui xuống dưới đầu gối. Hoang thần cổ xưa, một mặt ngàn mắt, khóa chặt tiên khôi thiên dương. Thiên dương dù sao cũng là do Lý Phàm dùng hết tiên lực ghép lại. Không phải là khôi lỗi do chân tiên đích thân chế tạo. Đối mặt với hoang thần phục sinh, nó dần dần rơi vào thế yếu trong cuộc chiến, chậm rãi bị áp chế. Thấy thắng lợi trong tầm tay, lúc này các trưởng lão, tiên chu mới đắc ý lên tiếng đáp lại. Không sai. Một tiên khôi ngủ say như vậy, nếu không đánh thức nó, chúng ta sao có thể cứ thế đặt nó trong trọng địa của tiên chu? Ban đầu còn tưởng rằng phải tốn chút công sức mới có thể dụ ngươi ra. Không ngờ mới một lát, ngươi đã không nhịn được rồi. Chỉ là một tiên khôi, đơn thương độc mã muốn xông vào tiên chu cướp bảo. Quá coi thường người khác rồi, tiếng chế nhạo lạnh lùng liên tiếp vang lên. Nhưng lực lượng trói buộc đến từ hoang thần lại không vì thế mà giảm bớt, ngược lại còn ngày càng dữ dội. Hơn nữa, Lý Phàm còn cảm ứng được, theo sự phục hồi chậm rãi của sinh cơ, một luồng khí tức khác thường cũng từ từ trào ra từ trong thân thể hoang thần. Kéo kẹt kéo kẹt, ngoài ánh sáng ngàn mắt, một luồng uy áp vô hình trong nháy mắt đè lên tiên khôi thiên dương. Trong lúc mơ hồ, trước mặt Lý Phàm dường như thực sự xuất hiện một vị hoang thần cổ xưa. Khuôn mặt dữ tợn, ngàn mắt nhìn chằm chằm, là ta sơ suất. Chỉ là không ngờ, các ngươi tiên chu lại nỡ dùng quân cờ đó làm mồi nhử. Hơi thở bắt nguồn từ mảnh vỡ tiên giới, không thể nào giả mạo được. Không sợ một sai lầm, quân cờ rơi vào tay ta sao? Tiên khôi thiên dương giọng trầm thấp, trước tiên thừa nhận sai lầm của mình. Sau đó lại có chút ngoài ý muốn hỏi, dù sao chúng ta cũng chỉ còn lại quân cờ cuối cùng này. Không thể tạo thành một bộ hoàn chỉnh, chỉ riêng một quân này cũng là đồ bỏ. Hừ, không nỡ mất con, không bắt được sói, không lừa ngươi hành động, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng kích hoạt hoang thần này. He he, không chỉ quân cờ là thật, mà ngay cả mấy bảo vật khác cũng là thật. Đã diễn kịch thì phải diễn cho giống, ít nói nhảm với hắn, trước tiên bắt hắn lại đã. U, trong tiếng các trưởng lão tiên chu liên tiếp vang lên, vị hoang thần cổ xưa kia lại giơ tay phải lên. Dường như muốn đưa tay ra, bắt lấy tiên khôi thiên dương. Cánh tay khổng lồ sắp rơi xuống, chu bị trói chặt bởi những tia sáng nặng nề. Tiên khôi thiên dương dường như lâm vào cảnh tuyệt vọng. Nhưng không hiểu sao, tiên khôi lại không hề có chút tuyệt vọng nào. Kế hoạch của các ngươi rất tốt, nhưng rất tiếc, mọi thứ chỉ đến đây thôi. Tiên khôi thiên dương nhìn vị hoang thần cổ xưa trong hang rỗng lớn. Hôm nay, cho các ngươi một bài học. Tu tiên giới, kẻ mạnh làm vua. Mọi sự tính toán, trước thực lực tuyệt đối, đều chỉ là một trò cười. Trên trán tiên khôi thiên dương, một điểm sáng yếu ớt đột nhiên lóe lên. Trong hang rỗng lớn, gió nổi lên. Không ổn, mau ngăn hắn lại. Các trưởng lão tiên chu trong nháy mắt nhận ra điều không ổn. Trong ngàn mắt của hoang thần, đột nhiên bùng phát ánh sáng rực rỡ chưa từng thấy. Sinh cơ càng thêm nồng đậm, động tác của hoang thần lại nhanh hơn gấp mấy lần. Nhưng đã không kịp rồi. Tiên giáng, vạn vật quy hư. Cơn gió điên cuồng diệt thế, từ điểm sáng trên trán tiên khôi thiên dương bùng nổ, ngay sau đó quét ngang xung quanh. Chương 1374, tiên giới nhiên đạo kiếp, 4. Điều khiến Lý Phàm có chút kinh ngạc là những màu xanh mục nát bị sinh cơ của hoang thần áp chế không những không bị ảnh hưởng bởi tiên trận diệt hư mọi thứ. Ngược lại như cá gặp nước, mượn lực của tiên trận diệt thế, một lần nữa gặm nhấm thân thể hoang thân, tiên trận quy hư, màu xanh mục nát. Dưới sự chồng chất của hai cuộc khủng hoảng, nửa thân dưới của hoang thần đều bị sức mạnh hủy diệt nhấn chìm. Chỉ còn lại một cái đầu ngàn mắt, hoang cổ chi thần, chấp tiên chỉ mệnh, bí kiếp. Ngưng. Trong tiếng hét lớn của các trưởng lão tiên chu, những con mắt sáng lên trong đầu. Thật sự nhanh chóng di chuyển, sau đó trong nháy mắt hợp nhất thành một. Một con mắt rỗng khổng lồ vô cùng, trong nháy mắt xuất hiện ngay chính giữa khuôn mặt của hoang thần cổ xưa. Sức mạnh thần thánh hiển hiện, chấn động sức mạnh hủy diệt đang đến gần bên dưới. Thấy cảnh này, tiên khôi thiên dương không lùi mà tiến. Bao bọc lấy sức mạnh của tiên trận diệt thế, trực diện nghênh đón hoang thần một mắt. Sau lưng hắn, vô số màu xanh như rồng như dao như rắn, cuồng chiều cuốn theo, bám sát theo sau.
hai luồng sức mạnh đến từ tiên giới va chạm vào nhau. Đối mặt với con mắt duy nhất của hoang thần, máu thịt chân tiên còn sót lại của tiên khôi thiên dương tan chảy như băng tuyết. Nhưng tiên cốt vẫn còn, khí thế không giảm. Mượn uy lực của tiên trận, dưới sự chú ý của con mắt duy nhất của hoang thần, tiến thẳng vào. Suôn sẻ đến bên cạnh đầu lâu, nơi có những con mắt rỗng khác. Tiếng gào điên cuồng của các trưởng lão tiên chu vang lên. Tiên khôi thiên dương khóa chặt quân cờ cuối cùng, giơ tay vào, muốn lấy nó ra. Cảm nhận được sức mạnh trói buộc giống như ánh sáng chói chang bắn ra từ mắt hoang thần trước đó. Thậm chí còn vững chắc hơn, đủ để ngăn chặn sự dò xét của hầu hết các tu sĩ trên thế gian. Nhưng so với sức mạnh của tiên khôi thì lại không đáng kể. Dùng chút sức, thu quân cờ màu xám cuối cùng vào lòng bàn tay. Lý Phàm nhanh chóng lại nhìn về mục tiêu gần nhất. Sau khi lấy thêm một vật, nhận ra cơn bão tiên trận dần tắt, hoang thần sắp phản ứng lại. Lý Phàm không còn do dự nữa, thúc giục tiên khôi thiên dương nhanh chóng trốn thoát. Đóng lối vào, mờ mịt có thể nghe thấy giọng nói hơi điên cuồng của Nam Cung Liệt. Ngươi điên rồi, muốn chúng ta chôn cùng hoang thần à? Những trưởng lão vẫn giữ được lý trí vẫn chiếm đa số, lối ra của thiên tinh quang liên vẫn luôn mở. Lý Phàm thoát ra, quét mắt nhìn một vòng các bảo vật trong tầng thứ hai của mật tàng. Thử lấy đi một số nhưng phát hiện những bảo vật này được quang liên bao bọc, nếu không có thủ đoạn đặc biệt mở quang liên, chỉ có thể phá hủy toàn bộ quang liên. Rốt cuộc không phải bản thể Lý Phàm đích thân đến, sức mạnh tiên trận còn lại đã tiêu hao hết. Tiên khôi thiên dương không còn lưu luyến nữa, hóa thành một luồng ánh sáng bỏ trốn. Coi mọi phòng ngự cấm chế trong tiên chu như không có gì. Trước khi rời đi, Lý Phàm nhìn qua cánh cửa đó, dường như nhìn thấy màu xanh tràn ngập, như thủy triều bao vây đầu hoang thần. Một lát sau, tiên khôi thiên dương không lập tức trở về đại huyền, giao quân cờ cho bản thể Lý Phàm, mà lặng lẽ đứng trong hư không, nhìn tiên chu không xa. Tiên chu hơi rung chuyển nhưng cuối cùng lại bình tĩnh trở lại, quả nhiên có chút tài năng. Ngay cả màu xanh mục nát bị tiên trận diệt thế kích thích cũng có thể chặn lại. Hoang thân, trong lòng Lý Phàm có chút nặng nề. Nhìn từ cuộc giao tranh ngắn ngủi vừa rồi, vị hoang thần ẩn trong huyền tiên chu này, cho dù thực lực chưa được kích phát hoàn toàn, cũng ngang ngửa với tiên khôi thiên dương. Thực lực thời kỳ đỉnh cao của hắn ta có thể thấy được, chỉ là nô bộc chân tiên. Mà huyền tiên chu lại có thể điều khiển vị hoang thần cổ xưa này. Quả thực là phát huy đến cực hạn của đạo mượn vật bên ngoài. Lý Phàm hơi khen ngợi, kiếp trước, dưới tiên trận diệt thế lại không thấy vị hoang thần này. Xem ra hang rỗng lớn đó không nằm trong tiên chu, mà là một thông đạo mở ra khi thiên tinh quang liên hiện thân. Lý Phàm đang suy nghĩ, chỉ thấy tiên chu vốn đã bình tĩnh ở phía trước lại một lần nữa khởi động. Nhưng không phải truy sát tiên khôi thiên dương, mà là thay đổi vị trí ẩn núp trong tinh hải. Theo góc nhìn của tiên chu, mất quân cờ, kẻ địch cũng mất đi phương pháp xác định vị trí của tiên chu. Chỉ cần ẩn núp lại, hẳn có thể lấy lại sự yên bình. Còn về một tiên bảo khác bị mất, thần niệm của Lý Phàm lướt qua một vật phẩm khác trong tay tiên khôi thiên dương ngoài quân cờ màu xám. Nhưng đó lại là một đồng tiên cổ, hoa văn ở hai mặt không giống nhau. Tuy nhiên Lý Phàm dùng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể nhìn rõ được trên đó khắc những gì. Tạm thời rời sự chú ý khỏi đồng tiền bảo vật này, Lý Phàm nhìn huyền tiên chu lần cuối. Những tổn thất này, đối với huyền tiên chu có gia sản dồi dào mà nói, thực ra miễn cưỡng có thể chấp nhận được. E rằng rắc rối thực sự của tiên chu vẫn sẽ đổ lên đầu hoang thần. Rốt cuộc sức mạnh của chân tiên không dễ mượn như vậy. Lý Phàm cười cười, điều khiển tiên khôi thiên dương bay về phía trận pháp thiên nhai chỉ thước. Không lâu sau, đã trở về tiểu thế giới đại huyền. Bản thể Lý Phàm đã sớm chuẩn bị máu thịt chân tiên mới, võ trang lại cho hắn. Tiên khôi thiên dương giao hai bảo vật đã lấy được cho Lý Phàm, bắt đầu thích ứng với thân thể mới. Trong trận chiến với hoang thân ngàn mắt vừa rồi, thiên dương bản năng có chút cảm ngộ. Sau khi châm mặc một thời gian, chậm rãi tiến vào trạng thái bế quan. Lý Phàm thấy vậy cũng không quấy rầy hắn. Đầu tiên là quan sát đồng tiên đó, đổi sang bản thể để xem xét. Sau khi thần hồn đủ mạnh, cuối cùng cũng mơ hồ nhìn rõ hoa văn trên đồng tiền. Một mặt trong số đó khắc cung điện nguy nga tráng lệ, còn mặt kia lại là vô số cảnh tượng không ngừng biến đổi chồng lên nhau. Các bạn đang nghe chuyện Tam Mô Phỏng Trường, sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí
truyệnđọcviệt.com. Chương 1375, Tiên giới nhiên đạo kiếp, 5. Thảo nào vừa rồi ta phân ra ý niệm không thể nhìn rõ. Tốc độ thay đổi này, Lý Phàm hơi đổi sắc mặt. Nắm chặt đồng tiên, Lý Phàm nheo mắt, cố gắng nhìn rõ từng bức tranh thoáng qua. Đồng thời trong đầu hóa đạo thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ghi lại từng hình ảnh một, sau đó tái tổ hợp lại. Cứ như vậy, 16 ngày trôi qua, Lý Phàm mới hoàn toàn ghi lại được toàn bộ cảnh tượng được khắc họa trên đồng tiền nhỏ bé này. Trên đồng tiền này ghi lại cảnh tượng một tinh vực nào đó của tiên giới thượng giới. Trước mặt Lý Phàm, một bức tranh cuộn hùng tráng được tái tổ hợp từ từ mở ra. Không có bóng dáng của bất kỳ chân tiên nào, chỉ là cảnh quan thiên nhiên thuần túy. Cùng với những kiến trúc lốm đốm, Lý Phàm cẩn thận quan sát bức tranh tiên giới này. Khi nhìn rõ toàn bộ bức tranh tiên vực này, một cái tên cũng tự nhiên xuất hiện trong đầu Lý Phàm. Bắc Lãm. Cung điện ở mặt bên kia của đồng tiền hẳn là nơi chúa tể Bắc Lẫm ở. Liên tưởng đến ký ức đã thấy trong máu thịt chân tiên trước đó, Lý Phàm suy nghĩ. Cũng không biết tiên giới ngày xưa rốt cuộc có cấu trúc như thế nào. Nhìn thế này, chẳng lẽ thật sự có cái gọi là tiên đế tồn tại? Nếu là thật, vậy thì vô danh chân tiên lại là địa vị gì? Thần sắc Lý Phàm có chút kỳ quái, suy nghĩ miên man. Thu liễm suy nghĩ, Lý Phàm nắm chặt đồng tiên tiên vực Bắc Lẫm, cố gắng nghiên cứu ra công dụng của đồng tiền tiên này. Không thể nào chỉ là tiền tệ đơn thuần thôi chứ. Lý Phàm luôn cảm thấy mơ hồ, đồng tiền tiên này còn ẩn giấu bí mật khác. Đầu tiên là thử rót vào, kích hoạt bằng tinh túy nguyên lực. Nhưng tinh túy nguyên lực chỉ là hình thức năng lượng tồn tại ở hạ giới, gần nhất với lực lượng tiên linh, không có nghĩa là nó có thể ngang bằng với lực lượng tiên linh thực sự. Khi đối mặt với đồng tiền tiên Bắc Lẫm, tạo vật tiên giới thực sự này thì tự nhiên cũng mất đi hiệu dụng. Tinh túy nguyên lực cuồn cuộn như thủy triều nhưng chỉ va chạm vào bề mặt đồng tiền, không thể đi vào bên trong. Lý Phàm thu hồi tinh túy nguyên lực, trầm ngâm một lát, đến hư không bên ngoài huyền hoàng giới. Đứng trên pháp trận, thử quan sát lại dưới góc độ thăng duy. Quả nhiên có sự khác biệt so với những gì thường thấy. Khi thế của bản thân không ngừng nâng cao, mặt đồng tiền có hình ảnh không ngừng biến đổi kia, tốc độ nhấp nháy ngày càng chậm, toàn cảnh nhìn thấy cùng lúc cũng ngày càng nhiều. Hơn nữa, trên bầu trời toàn cảnh tiên vực Bắc Lãm mơ hồ xuất hiện một bóng hình mờ ảo. Không nhìn rõ dung mạo, Lý Phàm chỉ nhìn một cái, linh khí trong cơ thể đã không nhịn được mà sôi trào. Trong nháy mắt, thế không ngừng duy trì, rơi xuống cảnh giới phàm tục ban đầu. Nhưng linh lực sôi trào trong cơ thể vẫn không ngừng. Lý Phàm cau mày, muốn dùng sức mạnh lớn hơn, cưỡng chế trấn áp sự sôi trào khác thường này. Nhưng quyết định này lại như cứu hỏa bằng củi. Giống như bị một ngọn lửa vô danh đốt cháy, cháy mãi không tắt. Cho đến khi toàn bộ linh lực và thân thể đều bị thiêu rụi mới kết thúc. Không lâu sau, theo một đợt dao động kỳ lạ, thân thể Lý Phàm lại lần nữa hiện ra trong hư không. Trong nhịp thở, thể lực linh lực đã trở nên sung mãn trở lại. Không chỉ linh lực, thân thể, ngay cả thần hồn cũng suýt bị ảnh hưởng. May mà ta quyết đoán, kịp thời cắt đứt liên hệ giữa thần hồn và cơ thể. Lý Phàm kiểm tra trạng thái cơ thể mới, vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ nhìn thoáng qua bóng hình đó, là hình phạt cho người phàm muốn dòm ngó chân tiên à. Nếu không phải năng lực bảo mệnh của ta cực mạnh, đổi lại là bất kỳ tu sĩ hợp đạo nào của huyền hoàng giới hiện nay, e rằng cũng khó có thể sống sót trong hình phạt này. Bóng hình đó chắc chắn không phải chân tiên bình thường, vô danh chi cảnh, Lý Phàm suy nghĩ. Tạm thời phong ấn đồng tiền tiên Bắc Lẫm này, Lý Phàm không vội dung hợp mảnh vỡ tiên giới mà là trấn áp nó ở tiểu thế giới đại khải, bản thể thong thả đi về phía huyền tiên chu. Đồng thời không quên dừng việc bố trí nghi thức quân thiên, tránh gây cho huyền tiên chu nghi ngờ. Trên đường đi, Lý Phàm cảm nhận sự thay đổi xảy ra trên cơ thể mình trong thời gian gần đây. Tuy sự thay đổi cực kỳ nhỏ nhưng sự kiểm soát của Lý Phàm đối với bản thân đã đạt đến mức thấu hiểu rõ ràng, tự nhiên là nhận ra rõ ràng. Sơ sơ khuôn mặt, thật sự biến thành diện mạo của hoang thần ngàn mắt kia. Đây chính là cái giá phải trả khi sử dụng sức mạnh của hoang thần à. Ta còn chưa đích thân tham dự, chỉ chịu ảnh hưởng của nghi thức quân thiên trước đây. Vẻ mặt hứng thú thoáng qua, Lý Phàm diễn kịch cho trọn vẹn, trước tiên trở về vị trí ban đầu của huyền tiên chu. Không phát hiện ra dấu vết của huyền tiên chu, ngây người tại chỗ một lúc. Sau đó mới dựa vào cảm ứng lẫn nhau của nghi thức quân thiên, tìm được nơi ẩn náu mới của tiên chu.
Cổng Tiên Chu đóng chặt, thậm chí không có trưởng lão nào ra đón. Lý Phàm lộ vẻ lo lắng, trực tiếp kích phát hơi thở của mình để nhắc nhở. Lại đợi một lúc, thấy phía Tiên Chu vẫn chậm chạp không có phản ứng, liền chuẩn bị xông vào. Lúc này, giọng nói có phần yếu ớt của Trung Đạo Cung mới truyền đến, không cần lo lắng, chúng ta không sao, chỉ là tạm thời không tiện gặp mặt. Lý Phàm trước tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghe Trung Đạo Cung nói, vẻ mặt không khỏi có chút phẫn nộ, sau nghi thức quân thiên, chúng ta đã cùng chung chí hướng. Vậy mà còn không tin tưởng ta sao? Trung Đạo Cung thở dài, giải thích, không phải, không phải. Ngươi chẳng lẽ không nhận ra sự thay đổi trên người mình sao? Lý Phàm vẻ mặt ngơ ngác, sau khi quan sát bản thân thể chấn động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trung Đạo Cung lúc này mới từ từ kể lại toàn bộ sự việc gặp phải tiên, khôi khó hiểu trước đó. Vẻ mặt Lý Phàm liên tục thay đổi, muốn nói lại thôi. Chương 1376, Tiên Trận Vây Thiên Y, 1. May mà khôi lỗi đó cũng bị thương không nhẹ. Đến thời khắc mấu chốt, chỉ cướp đi quân cờ cuối cùng và một đồng tiền tiên giới, không gây ra tổn hại lớn hơn cho Tiên Chu. Nếu không, ta thực sự vạn lần khó thoát khỏi tội chết. Quan trọng nhất vẫn là đánh giá thấp sức mạnh mà tiên khôi đó có thể bộc phát. Không ngờ rằng, Tinh Hải hiện tại lại có tồn tại có thể chống lại Hoang Thần. Trung Đạo Cung khẽ ho một tiếng. Sau một hồi im lặng, Lý Phàm mới nói, cho dù ta có ở đó, e rằng cũng sẽ trùng kế. Dù sao cũng là tiên khôi, miễn dịch chân tiên triện tự, còn có máu thịt chân tiên hàng thật giá thật. Chẳng lẽ Tinh Hải còn ẩn giấu một nền văn minh vượt xa Tiên Chu và Đại Khai? Lý Phàm tỏ vẻ chấn động. Giọng điệu của Trung Đạo Cung cuối cùng cũng có chút vui mừng, vậy thì tốt, như vậy nhất định có thể giảm thiểu tối đa sự phản phệ của Tinh Hải. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì lớn. Vẫn phải lấy đại cục làm trọng, nghi thức bên kia không được có bất kỳ sai sót nào. Ngươi vẫn nên nhanh chóng quay về đi. Nói xong, rõ ràng là đã ra lệnh đuổi khách. Xem ra, rốt cuộc vẫn nghi ngờ ta. Bản thân đang ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu, không dám để ta vào. Nhưng lại ngại nghi thức quân thiên vẫn cần ta đi tìm vật hiến tế nên trên mặt không trực tiếp trở mặt. Lý Phàm nhìn rõ ràng, đang định chắp tay từ biệt. Âm. Một luồng xung kích như sóng lớn, từ bức tường cao xa xa, đột nhiên ập đến. Tốc độ quét ngang quá nhanh, cộng thêm phải che giấu trước mặt Tiên Chu, Lý Phàm chỉ giả vờ không kịp phản ứng. Bị xung kích này cuốn theo, kéo lê trong tinh hải hàng nghìn dặm, mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Còn Huyền Tiên Chu đang trong trạng thái ẩn núp thì trực tiếp bị luồng xung kích quỷ dị, cường đại này đánh bật nguyên hình. Giống như một chiếc thuyền mỏng manh dưới sóng dữ, không ngừng lắc lư. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Phàm có chút lang bái quay trở lại gần Tiên Chu, nhìn về phía bức tường nơi xung kích đến, đầy nghi hoặc hỏi. Phía Huyền Tiên Chu cũng có chút kinh ngạc. Dị tượng như thế này, theo ghi chép của Tiên Chu chúng ta, dường như chỉ xảy ra 3 lần. Về nguồn gốc của nó, cũng không có manh mối. Tiếc quá, nếu không phải hiện tại đang trong trạng thái trọng thương hồi phục, thế nào cũng phải truy tìm nguồn gốc. Dưới dị động này, các trưởng lão còn lại của Tiên Chu lần lượt xuất hiện. Đều là vẻ mặt thiếu sức sống, có chút suy yếu. Lý Phàm cảm ứng được dao động xa xa, phát hiện khi nó truyền bá trong tinh hải, uy năng suy giảm rất lớn. Dường như chân nguyên tàn dư của chân tiên khắp tinh hải là trở ngại cho hành động của nó. Ta đi xem thử. Lý Phàm chắp tay về phía Tiên Chu, tự mình xung phong. Yên tâm, nếu không tìm ra nguồn gốc, lập tức quay về. Không đợi mọi người trên Tiên Chu đáp lại, Lý Phàm đã điều khiển hư ảnh kiếm gỗ, hướng về phía truyền đến dị động mà phóng đi. Nhanh chóng xuyên qua tường thành tàn giới, theo dao động năng lượng còn sót lại trong tinh hải, sắp đến nguồn gốc. Thần sắc Lý Phàm không khỏi trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, dị động khủng bố này dường như chính là từ chỗ tường thành bị phá vỡ truyền đến. Phát hiện này khiến Lý Phàm giật mình, không khỏi tăng tốc độ phi độn. Vài hơi thở sau, khi Lý Phàm đến chỗ tường thành bị phá vỡ, phát hiện Mặc Nho Bân vốn nên lĩnh ngộ bí ẩn của tường thành, lúc này chỉ còn lại nửa cái đầu, hôn mê bất tỉnh. Kiếm gỗ và hư ảnh ngộ đạo do mình để lại vẫn còn ở đó. Dường như không bị ảnh hưởng bởi dao động vừa rồi. Thảo nào ta không phát hiện ra. Đây là chuyện gì? Tường thành cũng có thể phản kích làm người ta bị thương. Chẳng lẽ Mặc Nho Bân thật sự lĩnh ngộ được điều gì? Tư tưởng Lý Phàm xoay chuyển nhanh chóng,
Sau một phen thăm dò, phát hiện Mặc Nho Bân chỉ bị thương rất nặng nhưng không hề tử vong. Lúc này mới hơi yên tâm, đang định kiểm tra lại chỗ tường thành bị phá vỡ nhưng thần sắc đột nhiên hơi thay đổi. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được có một luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiến đến đây. Thiên Y, hắn cũng cảm nhận được dị động kia mà đến. Lý Phàm trầm ngâm một lát, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Bây giờ vẫn chưa cần thiết phải đối đầu trực diện với Thiên Y, nếu để hắn phát hiện ra kế hoạch thăng hoa huyền hoàng giới trong bóng tối của mình, chắc chắn sẽ thêm vài phần biến số. Hư ảnh kiếm gỗ lóe lên, nhanh chóng mang theo nửa cái đầu của Mặc Nho Bân, rời khỏi hiện trường. Lạ thật, trước đó Huyền Tiên Chu nói, từng quan sát thấy vài lần dao động kỳ lạ như thế này. Nếu nói, dao động này là do Mặc Nho Bân lĩnh ngộ chỗ tường thành bị phá vỡ gây ra. Vậy chẳng phải có nghĩa là, trước đó đã có người làm như vậy rồi sao? Liên tưởng đến Thiên Y nhanh chóng đuổi đến lần này, Lý Phàm mơ hồ hiểu ra. Thiên Y cũng đã sớm phát hiện ra chỗ tường thành bị phá vỡ. Thậm chí không chỉ một lần lĩnh ngộ, còn có thu hoạch. Đúng là không thể xem thường, cho dù bây giờ ta có tiên trận trong tay cũng vậy. Trong lòng Lý Phàm chấn động không thôi, bay qua tường thành tàn giới, đến nơi vắng vẻ không người trong tình hải. Lý Phàm mới bắt đầu chữa thương cho Mặc Nho Bân. Dưới sự rót vào của lượng lớn linh lực và sức mạnh thần hồn, Mặc Nho Bân dần dần tỉnh lại từ hôn mê do bị thương nặng. Thân thể máu thịt cũng chậm rãi mọc lại. Mặc Nho Bân hơi mơ hồ mở mắt, nhìn thấy Lý Phàm vẻ mặt quan tâm, hơi ngẩn ra một lúc. Sau đó đột nhiên quay đầu lại, quan sát trái phải. Ta không phải đang ở dưới tường thành sao? Ngươi bị thương nặng, may mà ta phát hiện kịp thời. Lý Phàm giải thích đơn giản. Dường như kích thích một đoạn ký ức mất đi của Mặc Nho Bân, thân thể hắn như bị điện giật, đột nhiên run lên. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1377, Tiên Trận Vây Thiên Y, 2. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ngươi trông thật thảm. Vậy mà có thể khiến ngươi bị thương đến mức này. Lý Phàm chăm chú nhìn Mặc Nho Bân. Mặc Nho Bân há miệng nhưng lại không nói nên lời. Lúc ngươi hôn mê, có một luồng dao động kỳ lạ quét ngang tinh hải. Mà dao động kỳ dị này, trước đó đã có 3 lần ghi chép giống hệt. Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Lời nói này của Lý Phàm khiến Mặc Nho Bân lập tức lộ ra vẻ khó tin. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới từ từ mở miệng, thực ra, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chỉ nhớ lúc đó, ta đang lĩnh ngộ bí ẩn của tường thành, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Ta không thể mô tả cụ thể thứ ta cảm ngộ được. Chỉ cảm thấy khoảnh khắc đó, như cá vượt biển, chim xé mây xanh. Ta dường như chứng kiến được cảnh tượng hoàn toàn khác với trước đây. Giọng điệu của Mặc Nho Bân có chút mơ hồ, hắn cau mày, muốn cẩn thận nhớ lại cảm giác lúc đó. Sau đó, ta mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Lý Phàm không khỏi hỏi, thậm chí không có một chút phản kháng nào sao? Mặc Nho Bân lắc đầu. Dao động quỷ dị đó sẽ nhanh chóng suy yếu khi truyền bá trong tinh hải. Lúc ta gặp nó ở gần Tiên Chu, cường độ đã kinh người như vậy. Có thể tưởng tượng được, ở điểm bùng phát của tường thành, rốt cuộc là một loại lực lượng kinh thiên động địa như thế nào. Nếu như thật sự như Mặc Nho Bân nói, hẳn là cơ chế phản kích của tường thành do ngộ đạo mà gây ra. Lý Phàm thầm suy nghĩ, lúc này Mặc Nho Bân cũng phản ứng lại, ngươi đưa ta rời đi. Có phải có nghĩa là có người đã đến điều tra chỗ tường thành bị phá vỡ không? Không sai. Hơn nữa thực lực của người này rất mạnh. E rằng còn cao hơn ngươi và ta. Giọng điệu Lý Phàm có chút nặng nề. Thần sắc Mặc Nho Bân liên tục thay đổi. Không được, ta phải lập tức quay lại chỗ tường thành bị phá vỡ. Ta có linh cảm ngộ trước đó của ta đang tan biến như thủy triều. Nếu không thể mượn lại khí tức của tường thành để giữ lại cảm ngộ, e rằng mọi nỗ lực trước đó đều sẽ đổ sông đổ bể. Hắn kiên quyết nói. Nói xong, cũng không quan tâm Lý Phàm phản ứng thế nào, cứ thế trực tiếp lao về phía đích đến. Trong tình huống rõ ràng biết phía trước có kẻ địch mạnh mẽ chưa biết, hắn vẫn làm như vậy. Điều này rất khác với phong cách hành sự trước đây của Mặc Nho Bân. Đủ để thấy bí ẩn của tường thành bị phá vỡ hấp dẫn đến mức nào đối với tu sĩ. Thậm chí đã đến mức có thể ảnh hưởng đến tâm trí ở một mức độ nhất định. Lý Phàm suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đi theo.
hư ảnh kiếm gỗ bao phủ hai người, đồng thời tinh túy nguyên lực tạo thành tiên trận, che giấu khí tức. Thực ra bây giờ quay lại cũng là một cơ hội. Tốt! Đối phương lập tức kiểm tra, phát hiện không có ai, hẳn sẽ vô thức thử truy đuổi một thời gian. Chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc chúng ta đi rồi lại quay về. Trong lúc nói chuyện, hai người đã quay trở lại chỗ tường thành bị phá vỡ. Quả nhiên không thấy bóng dáng Thiên Y. Mặc Nho Bân định tiến lên nhưng đột nhiên bị Lý Phàm giơ tay ngăn lại. Quan sát kỹ càng một phen mới phát hiện hư không phía trước, vậy mà có từng sợi tơ dính chặt như mạng nhện. Dán trên bức tường vô hình, che kín vị trí chỗ tường thành bị phá vỡ. Cảnh tượng này khiến Lý Phàm và Mặc Nho Bân không khỏi hít sâu một hơi. Cái này, hai người đều từng đích thân trải nghiệm sự siêu thoát của tường thành. Đặc biệt là Mặc Nho Bân, ở dưới tường thành ngộ đạo liên tục từng tháng. Hắn biết rất rõ, với thực lực của mình, chỉ cần ở dưới tường thành trong thời gian dài cũng là một chuyện cực kỳ khó làm. Huống chi là để lại năng lượng, dấu vết của mình trên tường thành. Tinh hải vậy mà lại xuất hiện nhân vật như thế này. Sau sự chấn động ban đầu, Lý Phàm nhanh chóng tỉnh táo lại, chỉ là thủ đoạn nhất thời mà thôi. Những sợi tơ vàng kia đang tự nhiên tiêu tan, chỉ cần chờ một chút là được. Mặc Nho Bân trầm giọng nói, điểm mấu chốt là không thể chờ được. Người bày ra thủ đoạn này hẳn cũng từng có trải nghiệm ngộ đạo như ta. Biết chỉ cần ngăn ta lại trong khoảng thời gian này là được. Hơn nữa, Mặc Nho Bân nhìn quanh, e rằng người đó cũng chưa đi xa, đang ở gần đây chờ chúng ta mắc câu. Tuy nói vậy nhưng Mặc Nho Bân đã không tự chủ được mà tiến về phía tường thành bị phá vỡ được bao quanh bởi những sợi tơ vàng. Khí tức trên người hắn dần không thể kìm nén được, chứng tỏ lý trí của hắn đã dần bị dục vọng áp đảo. Nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, Lý Phàm cuối cùng vẫn thở dài, thôi. Vậy thì liều mạng theo quân tử vậy, ta sẽ kéo chân đối phương. Ngươi phải hành động nhanh, ta không chắc có thể kéo dài được bao lâu. Lời còn chưa dứt, từng sợi tơ vàng bay ra khỏi cơ thể Lý Phàm. Trong hư không, đan dệt thành những hoa văn huyền diệu đẹp đến cực điểm. Để Thiên Y thử xem thử độ lợi hại của đại trận mê ly, huyền hoàng chúng sinh của ta. Lý Phàm hừ lạnh trong lòng. Hắn tuy không muốn xung đột với Thiên Y sớm nhưng cũng tuyệt đối không sợ đối phương. Đặc biệt là khi được độn thuật và tiên trận tăng cường, Lý Phàm tự tin có thể áp chế Thiên Y trong thời gian ngắn. Được Lý Phàm hứa hẹn, Mặc Nho Bân không còn kìm nén mình nữa. Ma tâm, tiên ý, hắn khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, hàng vạn khuôn mặt như những đám mây đen khổng lồ trước cơn mưa lớn tràn ra từ trong cơ thể Mặc Nho Bân. Tất cả đều biểu lộ những biểu cảm khác nhau. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, lao về phía những sợi tơ vàng mà Thiên Y để lại. Mà dưới sự che chở của hàng vạn ma hồn, bản thể Mặc Nho Bân lặng lẽ tiến gần tường thành. Vù, giống như tiếng đàn dây, rung động, đột nhiên vang lên trong tinh hải. Chương 1378, Tiên trận vây Thiên Y, 3. Đại quân ma hồn còn chưa tiến gần đến những sợi tơ vàng của Thiên Y thì đã có rất nhiều ma hồn bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng, tan chảy như băng tuyết. Nhưng không hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một bóng hình mơ hồ. Quan sát kỹ, bên trong những bóng hình này đều để lại một dấu vết của sợi tơ vàng mảnh. Sợi tơ vàng kết nối những ma hồn này, chúng lập tức phản bội. Va chạm với ma hồn do Mặc Nho Bân điều khiển. Tiểu đạo phàm tục cũng xứng tranh giành với tiên pháp à. Mặc Nho Bân khẽ quát một tiếng. Đôi mắt hắn lập tức rơi vào trong bóng tối tĩnh lặng quỷ dị. Một tấm gương vô hình, dưới sự chú ý của hắn, lặng lẽ xuất hiện ở giữa sân. Phản chiếu tất cả ma hồn bị sợi tơ vàng của Thiên Y khống chế vào trong. Tấm gương bùng phát một luồng hắc quang, từ hư hóa thực. Sau đó ma hồn trong gương lại lần lượt hiện ra khuôn mặt của chính Mặc Nho Bân. Cho dù trong cơ thể chúng vẫn có sợi tơ vàng khống chế nhưng vẫn bị Mặc Nho Bân cưỡng ép nhập vào. Cứ như vậy, dựa vào sự che chở của ma hồn bất tử bất diệt, Mặc Nho Bân đã thành công phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài mà Thiên Y để lại. Nhìn thấy tường thành bị phá vỡ gần trong gang tấc, Mặc Nho Bân đột nhiên phát hiện bản năng mình nhúc nhích rồi. Những cây kim nhỏ trong suốt không biết đã đóng đinh trên người hắn từ lúc nào. Lúc đầu chỉ có một cây, sau đó một hóa thành hai, hai hóa thành bốn. Như có ý thức riêng, bản năng sinh sôi, rất nhanh đã cắm đầy các huyệt đạo trên người Mặc Nho Bân. Vẻ mặt hơi dữ tợn trên mặt Mặc Nho Bân dường như cũng dần đông cứng lại. Một bên bày trận, một bên quan sát Lý Phàm,
chứng kiến cảnh này, đang cân nhắc xem có nên ra tay giúp đỡ hay không. Nhưng lại phát hiện vẫn coi thường Mặc Nho Bân, vị Pháp Vương Huyền Thiên Giáo thời thượng cổ này. Ngay khoảnh khắc hắn đứng im, tất cả những cây kim nhỏ vô hình đều lặng lẽ nhiễm một chút màu đen. Giống như đầm lầy lầy lội, không ngừng xói mòn hướng lên trên. Nếu phóng to quan sát, sẽ phát hiện ra những màu đen đó chính là ma hồn của Mặc Nho Bân hiện ra. Chỉ là so với những gì Mặc Nho Bân thả ra trước đó, chúng càng không có lý trí. Trong mắt chỉ còn sự phá hoại điên cuồng, không ngừng gặm nhấm những cây kim nhỏ bị phong ấn. Khi một trong những cây kim nhỏ bị ma hồn nuốt chửng, cây kim nhỏ đó sẽ bị rút ra khỏi cơ thể. Tiếp tục bay về phía những cây kim nhỏ khác, giúp xói mòn. Do đó, tốc độ phá vỡ kim nhỏ phong ấn ngày càng nhanh. Chỉ sau vài hơi thở, tất cả đều bị Mặc Nho Bân phá giải. Vạn kiếp bất diệt ma tâm tiên quyết, quả nhiên là công pháp tiên giới do Huyền Thiên Vương đích thân chọn cho Mặc Nho Bân. Quả nhiên không tâm thường, Lý Phàm chứng kiến toàn bộ quá trình Mặc Nho Bân xung trận, trong lòng không khỏi khen ngợi. Ép lui những cây kim nhỏ phong ấn, thứ chắn trước, mặt Mặc Nho Bân chính là lớp phòng ngự cuối cùng mà Thiên Y để lại. Mà Lý Phàm đã bày trận thành công, cũng đã cảm ứng được hơi thở của Thiên Y không xa. Cho dù ngươi là người mạnh nhất tinh hải, cũng phải đi vào trong huyền hoàng chúng sinh trận của ta. Trong mắt Lý Phàm bùng phát tinh quang mãnh liệt. Nhìn bóng dáng bao la tóc trắng không xa, Lý Phàm dường như lại nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp vị cường giả tuyệt thế của thiên pháp giới này. Tinh túy nguyên lực không ngừng bị rút ra, giải ly điệp cuối cùng cũng vận chuyển đến cực hạn. Trong trăm kiếp luân hồi không ngừng, những gì thu thập được về thiên pháp giới trong nháy mắt không ngừng hiện ra trong đầu. Để ngươi nếm thử thế giới tươi đẹp mà ta tạo ra riêng cho ngươi. Trận, mở. Trong tiếng quát tháo của Lý Phàm, một luồng sóng vô hình trong nháy mắt bao phủ Thiên Y đang phi độn. Khuôn mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Sau đó Thiên Y cảm thấy trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Đợi đến khi hắn tỉnh táo trở lại, đầu tiên là hoảng hốt một trận. Tiếp theo, một giọng nói ngây thơ đến cực điểm đánh thức hắn. Tôn giả, tôn giả. Thiên Y nhìn về phía phát ra tiếng gọi, là một nữ đồng trông rất đáng yêu. Trông chỉ khoảng mười mấy tuổi, vậy mà đã có tu vi nguyên anh, Tô Tiểu Muội. Thông tin về nữ đồng này lập tức hiện ra trong đầu Thiên Y. Hai thế giới giao hòa, hai ý thức thiên đạo lần lượt bám vào mẹ con. Thiên phú dị bẩm, bẩm sinh không bị tiên phàm chướng quấy nhiễu, thể chất hoàn mỹ mà vô số chúng sinh mơ ước. Tiên phàm chướng, Thiên Y đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Nhưng sau một hồi choáng váng ngắn ngủi, hắn lại nhớ ra chuyện đã xảy ra trong vạn năm qua. Năm đó, trong trận chiến sống còn giữa thiên pháp giới và huyền hoàng giới, cuối cùng thiên pháp giới vẫn may mắn giành được chiến thắng cuối cùng. Thiên pháp giới đã thành công nuốt chửng huyền hoàng giới, có được nguồn tài nguyên bổ sung của cả một tu tiên giới, tạm thời tránh xa tiên khư. Nhưng cái giá phải trả lại vô cùng thảm khốc. Các tôn giả của thiên pháp giới, ngoài hắn ra, Thiên Tuyệt, Thiên Âm, Thiên Dụ đều tử trận. Còn tu sĩ huyền hoàng giới, trong lúc tuyệt vọng cuối cùng, cũng lấy huyền hoàng giới làm vật tế, phát động một đòn chí mạng. Tiên phàm chướng, pháp không thể cùng tu. Những pháp tắc thiên địa, giống như thuốc độc, lặng lẽ được gieo vào trong huyền hoàng giới. Thậm chí đạo lý tu hành căn bản nhất của tu sĩ cũng lặng lẽ thay đổi. Mà hắn vì bị thương nặng hôn mê, không kịp phát hiện. Đợi đến khi hắn tỉnh lại từ cơn hôn mê, thiên pháp giới đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Vì pháp không thể cùng tu, tu sĩ tự giết lẫn nhau. Sau đại chiến, thiên pháp giới vốn đã suy tàn, suýt chút nữa đã đứt đoạn truyền thừa. May mắn thay, sau một thời gian tàn sát, những tu sĩ sống sót cuối cùng đã có đủ nhiều công pháp để tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tạc tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1379, Tiên trận vây Thiên Y, 4. Giết chóc dừng lại nhưng tu sĩ lại mất đi sự tin tưởng lẫn nhau. Trên một vùng đất hoang tàn, tồn tại đầy cảnh giác, cô lập lẫn nhau. Mà trong thời gian này, những tu sĩ sống sót trong tinh hải cũng phát hiện ra vùng đất còn sót lại này của thiên pháp giới. Quê hương ban đầu của họ đã bị hủy diệt trong đại kiếp tinh hải. Vì vậy, họ lần lượt đến đây định cư. Trong vạn năm, toàn bộ tinh hải cũng đang trong tình trạng biến động. Lực hút của tiên khư luôn hút mọi thứ trong tinh hải. Thiên pháp giới năm xưa may mắn thoát nạn,
Giờ đây là vùng đất sinh tồn cuối cùng trong tinh hải, cũng không thể tránh khỏi việc đến gần rìa tiên khư. Lai động không ngừng, luôn có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn. Khi Thiên Y tỉnh lại, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là như vậy. Tuy vô cùng chấn động nhưng hắn đã lập tức đưa ra biện pháp khắc phục. Thông qua nhiều cách, cuối cùng cũng thuyết phục được một số cường giả trường sinh cảnh trên đất liền của thiên pháp giới tạm thời liên hợp lại. Thành lập một liên minh lỏng lẻo, thu nạp tu sĩ thiên pháp giới, nâng đỡ người phàm tu hành. Thiên pháp giới dần dần hồi phục sức sống nhưng những cường giả trường sinh cảnh đó lại có mưu đồ riêng. Đối mặt với con thuyền khổng lồ thiên pháp giới sắp chìm, họ đã lần lượt nảy sinh ý định chạy trốn riêng. Thiên Y phải cứu vấn thiên pháp giới như vậy. Tôn giả, tôn giải. Tiếng gọi của Tô Tiểu Muội đánh thức Thiên Y khỏi hồi ức. Tôn giả xem thử chiêu thức thần thông mới lĩnh ngộ của ta thế nào. Tô Tiểu Muội vừa nói vừa há miệng, phun ra một luồng kiếm quang màu đen tràn ngập hơi thở hủy diệt, lao thẳng về phía Thiên Y. Kiếm quang màu đen lấy lực lượng ngũ hành lưu chuyển, sinh sinh bất diệt làm nền tảng, lấy ý chí dũng cảm tiến lên, có chết không có sống làm động lực, lấy sự hủy diệt tất cả, diệt sạch vạn vật làm mũi nhọn. Một kiếm bay ra, tựa như có uy thế hủy diệt thế giới. Thật khó có thể tưởng tượng, một chiêu thức thần thông uy lực như vậy lại xuất phát từ một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi. Ánh mắt Thiên Y lóe lên một tia tán thưởng nhưng khi đối mặt với kiếm quang diệt sạch, hắn lại không né không tránh. Nhậm cho nó đâm thẳng vào mặt mình, khuôn mặt của Thiên Y trong nháy mắt máu thịt biến thành từng đường nét chằng chịt. Giống như một tấm lưới lớn, lõm xuống một chút, dễ dàng chặn đứng đại ngũ hành tịch diệt kiếm này. Trên vô số đường nét của tấm lưới lớn còn bốc lên từng tia kim quang. Đối mặt với ngũ hành tịch diệt kiếm, chúng ùa lên, trực tiếp nuốt chửng nó. Kiếm quang như băng tan trong nước, lặng lẽ biến mất. Thấy cảnh này, Tô Tiểu Muội vốn còn vô cùng phấn khích lập tức bĩu môi, tôn giả, hoàn chân của tôn giả thật lợi hại. Ta lấy ngũ hành đại động thiên thành tựu cảnh giới Nguyên Anh nhưng vẫn còn lâu mới là đối thủ của tôn giả. Thiên Y cười khẩy, ngươi mới tu luyện được mấy ngày. Nếu, để ngươi đuổi kịp thì lão già này biết giấu mặt mũi già nua này đi đâu. Xoa đầu Tô Tiểu Muội, Thiên Y vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói, chiêu thức thần thông này của ngươi tuy rằng không tệ, có thể coi là vô địch trong cùng cấp. Nhưng, Tô Tiểu Muội ngẩng đầu, mở to mắt, lắng nghe lời dạy bảo của Thiên Y, còn cách ý cảnh đại đạo khá xa. Ví dụ như, thế nào là diệt sạch? Thiên Y duỗi ngón tay ra, đầu ngón tay cũng có ánh sáng màu đen trào ra. Chỉ là so với ánh sáng chứa trong đại ngũ hành tịch diệt kiếm thì nó càng thêm sâu thẳm, không thể nắm bắt. Diệt sạch chân chính, vốn không tồn tại trong sự lưu chuyển tự nhiên của thế giới. Cái gọi là diệt sạch chỉ là để tái sinh tốt hơn. Muốn chạm đến sự hủy diệt chân chính, còn phải đi đến nơi sâu thẳm của tình không. Ngươi còn quá nhỏ, đợi đến khi mạnh hơn một chút rồi hãy nói. Ừm, có lẽ đợi đến khi nào ngươi tấn thăng hợp đạo, có thể thử một chút. Thiên Y vuốt râu nói, Tô Tiểu Muội lập tức nhăn mặt, còn phải đợi đến hợp đạo ư. Không biết đến khi nào, thôi, ta đi tìm Triệu sư tỷ chơi. Lời còn chưa dứt, Tô Tiểu Muội đã biến mất không thấy tăm hơi. Triệu Nhược Hy, nhẹ giọng đọc cái tên này, trên mặt Thiên Y không khỏi thoáng qua một tia u ám. Người này vốn là tông chủ đại đạo tông của huyền hoàng giới. Trận đại chiến hai giới thời thượng cổ, cuối cùng thiên pháp giới giành được thắng lợi, không có nghĩa là tu sĩ huyền hoàng giới đều chết hết. Giống như cuối cùng huyền hoàng giới dung nhập vào thiên pháp giới, một số ít tu sĩ huyền hoàng giới hiện nay cũng đã trở thành một bộ phận của thiên pháp giới. Trên thực tế, năm đó thiên pháp giới có thể giành được thắng lợi cuối cùng, còn có quan hệ mật thiết với những tu sĩ này. Chỉ là, đám tu sĩ này chỉ có thể cùng hưởng phúc mà không thể cùng chịu họa. Trước đây 10.000 năm còn tốt, tuy thiên pháp giới gặp nhiều tai ương nhưng họ đã sớm đứng trên đỉnh tu tiên giới, tự nhiên không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng bây giờ, thiên pháp sẽ rơi vào tiên khư. Những tu sĩ này lại có mưu đồ riêng, không ai thực lòng muốn cứu thiên pháp giới. Thiên Y hừ lạnh trong lòng. Hiện tại những người này vẫn chưa hoàn toàn lật mặt, bản thân cũng không tiện ra tay trước. Cứ chờ đi. Bây giờ, quan trọng nhất vẫn là nâng cao tu vi của mình trước. Đôi mắt sáng ngời của Thiên Y nhìn thẳng thương khung, dường như nhìn thấy vị chân tiên đang ngộ đạo trong tiên khư. Sức mạnh của ta, phần lớn đều đến từ thiên đạo thiên pháp giới. Tuy ta bị trọng thương ngủ say gần 10.000 năm nhưng theo thiên pháp giới nuốt chửng huyền hoàng giới, thực lực tổng thể của thế giới đã tăng gấp đôi.
tu vi của ta cũng tăng theo. Đặc biệt là chư thiên tôn đều đã chết, thiên pháp thường đạo đều quy về ta. Thiên Y động niệm, thần thức của hắn trong nháy mắt như trôi nổi trên 9 tầng trời, hóa thành thương khung mênh mông, thiên pháp thiên đạo, nhìn xuống nhân gian. Chương 1380, Chư Pháp Đại Tôn Giả, 1. Không giống với tu tiên giới khác, thiên pháp giới không có ý thức thiên đạo, ý thức thế giới tồn tại. Chỉ có thiên pháp thường đạo giống như máy móc, từ khi khai thiên lập địa đến nay, tự nó lưu chuyển. Không chuyển theo ý chí của mọi sinh linh trong thế giới. Chính cái gọi là thiên pháp xâm nhiên, tôn quy thủ củ. Thiên pháp không thể vi phạm. Sau khi trời đất có sinh linh đại trí tuệ, có thể cộng hưởng với từng luồng thiên pháp thường đạo này. Do đó có thể thay trời hành pháp. Thế nhân gọi những người này là tôn giả. Thiên Tuyệt, Thiên Âm, Thiên Duệ đều là tôn giả thiên pháp giới. Chỉ là trận đại chiến hai giới năm đó quá thảm liệt, những tôn giả này đều tử trận. Trước khi tử vong, bọn họ đã truyền lại cho người sống sót duy nhất, cũng chính là Thiên Y, những cảm ngộ cộng hưởng với thiên pháp thường đạo mà họ tích lũy được trong những năm này. Cho nên khi Thiên Y tỉnh lại, phát hiện mình đã trở thành chư pháp đại tôn giả chưa từng có tiền lệ. Đổi thành tu tiên giới khác thì đó chính là hóa thân ý thức thiên đạo. Thiên Y chỉ cảm thấy một ý niệm, có thể tùy ý cải biến sơn hà địa mạo thiên pháp giới, dẫn động phong vân biến ảo. Hơn nữa không giống với hóa thân thiên đạo theo nghĩa thông thường. Sức mạnh của ta không chỉ bắt nguồn từ ý thức thiên đạo. Dưới sự cộng hưởng của thường pháp vạn năm, sức mạnh thế giới đã sớm thấm sâu vào thân hồn của ta, hòa làm một với ta. Cho dù rời khỏi thiên pháp giới, đi đến ngoài tinh không, ta cũng có thể phát huy 8 phần thực lực. Với sức mạnh của ta, muốn tự mình thoát khỏi tiên khư có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thậm chí mang theo vài trăm vài nghìn người cùng nhau trốn thoát cũng không sao. Nhưng muốn mang theo toàn bộ thiên pháp giới cùng đi. Trong lòng Thiên Y không khỏi sinh ra một cảm giác bất lực. Trừ khi ta có thể nắm giữ sức mạnh sánh ngang với chân tiên. Những năm tỉnh lại này, Thiên Y đã thử nghiệm phương diện này. Một là nghiên cứu tàn lực chân tiên tràn ngập khắp tinh hải này. Hắn đã lĩnh ngộ được một số chuyện tự chân tiên từ đó. Có thể coi là nắm giữ được vài chiêu sát thủ. Nhưng đối với việc nâng cao thực lực của bản thân lại không có sự giúp đỡ thực chất nào. Thứ hai là mượn sức mạnh của tiên khí thượng cổ. Huyền hoàng giới có nền tảng thâm hậu, thậm chí có lời đồn rằng trước khi tiên giới diệt vong, vẫn có không ít tông môn vẫn luôn giữ liên lạc với giới trên. Nếu tiên giới vẫn còn, e rằng thiên pháp giới sẽ không bao giờ là đối thủ của huyền hoàng giới. May mắn thay, khi đại chiến xảy ra, đã cách thời điểm tiên giới diệt vong khá nhiều năm. Nhưng dù vậy, huyền hoàng giới đã sử dụng một số tiên khí, khiến thiên pháp giới tổn thất nặng nề. Sau đại chiến, những tiên khí này phân tán khắp nơi. Phần lớn bị thiên pháp thường đạo nuốt chửng, biến thành kỳ vật thiên địa, trở thành sức mạnh nuôi dưỡng bản thân thế giới. Tuy nhiên vẫn có một số ít còn sót lại. Vô lượng kính, đại nhật, kim trung, bàn xoay hỗn nguyên ngũ hành. Ba thứ này chính là những thứ Thiên Y đã thu thập được trong những năm này. Nhưng so với thời kỳ hoàng kim trước đây, những tiên khí này đã trở nên tàn tạ không chịu nổi. Dùng để cảm ngộ lực lượng chân tiên thì có lẽ được, còn nếu thúc giục thì e rằng chỉ có thể sử dụng một lần là sẽ hoàn toàn hỏng mất. Trừ khi Thiên Y có thể tìm được lực lượng tiên linh để sửa chữa tiên khí. Ba tiên khí biến thành ba điểm sáng, không ngừng nhấp nháy trong thức hải của Thiên Y. Sự cảm ngộ đối với tiên như dòng nước nhỏ, không ngừng tuôn trào trong đầu Thiên Y. Lực hút của tiên khư thực ra cũng là một loại sức mạnh triện tự chân tiên. Chỉ có tiên mới có thể chống lại tiên. Có lẽ ta có thể thu thập tất cả tiên khí còn sót lại của thiên pháp giới. Sau đó đồng thời kích nổ. Lấy độc công độc, mượn sức bão tố lực lượng tiên linh bùng nổ đột ngột, hẳn có thể đẩy thiên pháp giới thoát khỏi tiên khư. Thiên Y đang nghĩ như vậy, bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Hắn nheo mắt, tâm mắt hướng về phía ngoài tinh không, thoát khỏi tiên khư. Sau đó thì sao? Thiên Y mơ hồ cảm thấy sâu trong tinh hải dường như còn ẩn giấu một bí mật nào đó sâu xa hơn. Ý nghĩ vừa nảy sinh liền không thể kìm nén được nữa. Thiên pháp giới xem ra vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian. Cái gọi là mưu định rồi mới hành động, ta nhất định phải đi sâu vào tinh hải để tìm hiểu. Thiên Y trầm ngâm một lát liền hạ quyết tâm, biến thành một sợi tơ không thể nhận ra, bay vào trong tinh hải trì ám. Ra khỏi thiên pháp giới, bị lực hút của tiên khư hấp dẫn,
thay đổi quỹ đạo tiến lên. Nhưng cuối cùng đã vẽ ra một đường cong đẹp mắt, thành công thoát khỏi phạm vi bao phủ của lực hút tiên khư. Phi nhanh trong tinh hải. Trong tinh hải trí ám, đập vào mắt là một mảnh chết chóc và đen tối. Bất kể bay xa đến đâu, cảnh vật xung quanh dường như cũng không có chút thay đổi nào. Thỉnh thoảng có tàn dư tiên lực nhưng không gây ra mối đe dọa nào đối với thiên y. Không biết đã qua bao lâu, biển di khí mênh mông đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Vừa kinh ngạc trước cảnh tượng hùng vĩ này, vừa kinh ngạc khi thấy rất nhiều tàn tích của tu tiên giới diệt vong lại tụ tập ở một nơi trong tinh không. Sự khác thường như vậy lập tức khiến thiên y phấn chấn, tiếp tục đi sâu. Khi nhìn thấy những mảnh tàn thế giới liên miên và cảm ứng được sức mạnh ngày càng rõ ràng, dường như cùng nguồn gốc với lực hút của tiên khư, cuối cùng thiên y không kìm được sự chấn động trong lòng. Vô số thế giới tu tiên từng phồn hoa ngày trước đều trở thành phế tích, mảnh vỡ. Độc cô chôn vùi tại đây, thiên y đột nhiên buồn bã, ngây người đứng đó rất lâu. Đợi đến khi cuối cùng lấy lại tinh thần, thiên y chống lại sức mạnh vô xứ không tại, tựa như sóng chiều, đến tận cùng tinh hải trí ám. Các bạn vừa nghe xong tập 138 của bộ truyện Ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.